Xin chào quý vị và các bạn. Buổi sáng hôm nay là ngày 25 tháng 8. Tôi 25 tháng 8 năm 2021. Đấy, tôi trở lại để chia sẻ với các bạn, trả lời các câu hỏi của các bạn đã nhắn tin cho tôi trong cái ngày hôm qua. Đấy, nhắn tin cả ở trên kênh và cả nhắn tin qua cái Facebook của tôi. Về cơ bản đấy thì các bạn cứ hỏi xoay quanh cái con DL1. Thì cơ bản là tôi nói luôn đấy, con DL1 này nó chả có cái gì để mà phân tích đâu. Nó là một cái con cổ phiếu mà có thể nói là cổ phiếu rác. Đấy, cổ phiếu rác và nó đã bị một cái giai đoạn lao rất là mạnh. Các bạn nhìn cái giai đoạn lao của nó này. Lao từ 30 xuống, từ giá 30 xuống năm 2021 đấy nhá. 2021 đấy, từ đầu năm nó có giá 30, nó lao thẳng xuống trong 6 tháng. Và bây giờ nó có cái giá khoảng 7.9. Còn nếu mà nói về 5 năm ấy, đây thì nó đã tích một cái nền rất là vững ở cái 30 nhưng nó vẫn bị lao xuống. Nói về 5 năm ấy thì cái giai đoạn 2017 của nó là một giai đoạn rất là vinh quang, đội lái đã đẩy đấy, đẩy từ cái giá khoảng 5-6 rồi đấy, 5-6 hoặc là 7-8 thì đấy, tôi cái chỗ này không chính xác, khoảng 7, nó cũng gần gần như chỗ này thì đấy khoảng 7-8. Và đẩy lên đến khoảng 68 đấy, các bạn hình dung thế đấy, 68. Và tôi nói luôn đấy là đừng có phân tích phân teo gì cái con này, phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật nó không có cái gì để mà phân tích đâu. Nó về cơ bản thì tình hình tài chính của nó vẫn bình thường đấy, nó làm ăn vẫn có lãi, nó có mỗi cái quý này là lỗ thôi đấy. Và nếu như tính theo năm ấy thì đấy, nó lãi đều mà, nó lãi đều đến chỗ này này, nó còn lãi to cơ, lãi to 2020 này nó lãi to đấy, nhưng mà nó vẫn lao xuống. Cái lý do nó lao xuống ấy là vì như thế nào ấy thì các bạn phải tự tìm hiểu, có khi tìm cũng chả hiểu đâu đấy. Nhưng quan điểm của tôi là nó không lên được nữa thì nó phải lao xuống, để nó đấy, nó xuống đây rồi ấy, thì tiềm lực của nó rất là tốt thì nó sẽ lao xuống. Thế vậy thì có nên đầu tư con DL1 hay không? Thì chúng ta không phân tích được thì chúng ta đừng có đầu tư, phân tích kỹ thuật cũng không được mà phân tích cơ bản cũng không xong, thế thì không đầu tư. Mà con này ấy là cái con đánh bạc thôi đấy, con này nó con đánh bạc thôi, nhưng con này đánh bạc là nó có cơ sở ở mấy chỗ này đấy. Tôi vi nói với các bạn cùng lao với nó là cái con này nhá, nhưng cái con này này thì nó lại rất là nguy hiểm đấy. Con này nó lao xuống thì nó lại rất là nguy hiểm, nó không như con kia. Nó không như con kia đấy, nhưng nó cũng là cùng đánh bạc thôi. Con này ấy là gì, là cổ đông lớn đấy bán ra, mà ngay chủ tịch ấy là bán ra rất là nhiều. Cái giai đoạn nó lao xuống như này, đáng lẽ chủ tịch phải mua vào để động viên anh em, chủ tịch lại bán ra, thì đấy là cái thứ mà nó nguy hiểm đấy, nó nguy hiểm và cũng không biết được như thế nào. Nhưng con DL1 này này thì đấy, nó có cái câu chuyện ông tổng giám đốc, chủ tịch, phó chủ tịch ấy, đây ông ấy mua vào và đã mua rồi nhá, 1 triệu cổ phiếu, và có lẽ là ông sẽ mua nữa hay là không thì tôi cũng không biết đấy. Đấy là thông tin đồn đoán mà các bạn phải tự tìm hiểu. Còn cái đồng chí này bán ra, cái bà này bán ra ấy, nhưng bán không nhiều, bán có 600 thôi đấy, vẫn đang nắm giữ một lượng rất là lớn. Vẫn đang nắm giữ một lượng rất là lớn, và tất cả cái lượng lớn đấy ấy, là đều mua ở cái giá rất là cao, cái giá trên 30 hết. Trên 30 hết đấy. Còn cái mục đích của cái này như thế nào thì không biết, nhưng tôi có thể cung cấp cho các bạn một số thông tin này. Thông tin là ở về mặt hồ sơ thôi nha. Thứ nhất là nó đang nắm giữ 49% cái công ty xây dựng Vạn Long Giang, có nghĩa là cái công ty xây dựng Đức Long ngày xưa ấy, là nó đang nắm 49%. Đấy, cái thứ hai là nó nắm 50% cái điện điện mặt trời của công ty DLG Ninh Thuận. Đấy, điện mặt trời Ninh Thuận, và nó không vay nợ banh nhiều đấy, không vay nợ ngân hàng nhiều, vay nợ có một tí thôi đấy, các bạn có thể xem cái lý do đây. Nó vay nợ có tí thôi, có mỗi cái năm này nó vay nhiều nhưng nó đã trả hết rồi đấy, nhưng nó vay nợ có một tí thôi. Và một cái điểm nữa mà các bạn cần chú ý ấy là
đấy, cái lợi nhuận của nó này, cái lợi nhuận của nó chủ yếu soi trong báo cáo tài chính ấy, thì lợi nhuận chủ yếu ấy là từ cái khoản 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 cho vay khoảng 600 tỷ đấy, cho một công ty mới thành lập vay, và cái khoản vay đấy là không có đảm bảo đấy, và nó lợi nhuận thu được từ cái đấy. Nếu như mà nó bị mất 600 tỷ thì coi như là tèo, còn nếu mà không mất 600 tỷ và cứ sinh ra cái lợi nhuận như thế thì lại là rất là ngon, giống như một cái thằng cho vay đặng lãi thôi. Cho vay ở đây là cho vay bình thường, không phải cho vay đặng lãi, nhưng đấy, nó là cho vay. Một cái điểm nữa mà chúng ta cần quan tâm đến cái cổ phiếu này này là đấy, nó đã có một cái giai đoạn lãi rất là khỏe, lãi rất là khỏe đấy, các bạn hình dung là nó lãi khỏe lắm đấy. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là có thể sẽ có câu chuyện lãi tiếp đây, giai đoạn này các bạn hình dung là mua này, đây nhá, các bạn hình dung là đấy, cái đoạn này không có gì, cái đoạn này là giai đoạn 2017 đấy, đấy mua này, bắt đầu mua nhá, đấy mua này, xong bắt đầu đến đây nó cứ tăng vòng lên đấy, chỗ này mua rất là nhiều đấy, xong các bạn nhìn thấy này, đấy nó tăng lên, và nó tăng đến cái giá 68 đấy, đấy đúng 68 đấy nhá, thì bắt đầu nó rơi xuống đấy, nó rơi mạnh nhất là chỗ này, xong bắt đầu nó lại làm một cái nền và nó rơi dần xuống cho đến cái giá 30, thì nó giữ được cái giá 30 trong mấy năm đấy, không có giao dịch rất là ít, và đến chỗ này ấy, thì nó rơi ầm xuống đấy, rơi đấy. Và hiện tại cơ bản ấy, là lái vẫn đang kẹp hàng, tôi khẳng định luôn là lái vẫn đang kẹp nhiều hàng, và đây là đội mới dẫn đấy. Nhưng cái giai đoạn này này là giai đoạn giao dịch rất kinh khủng của nó đấy, và tỏ ra ấy, cái giai đoạn này là giống như một cái giai đoạn đầu cơ, bắt đầu giống như một giai đoạn đầu cơ đấy. Và chúng ta cái cổ phiếu này thì không có gì về phân tích phân teo, nên là các bạn nói, và tôi chỉ gợi ý là vì sao, là vì cái giai đoạn này là cái giai đoạn không phải đầu tư, thị trường đang xấu này, ai nhảy vào đi đầu tư. Tôi đã nói với các bạn là giai đoạn này là giai đoạn thị trường xấu, giữ tài khoản an toàn tốt nhất, và chúng ta có thể coi là một cái giai đoạn đánh bạc đấy, đúng không, chúng ta nhảy vào sới bạc, và cái con này này, sới bạc này này, chúng ta càng vào sớm bao nhiêu ấy thì cái khả năng mất tiền của chúng ta càng ít bấy nhiêu. Có thể nó sẽ dập xuống, nhưng cùng lắm nó dập xuống đến 6 là cùng, nhưng khi mà nó đã lên đến 20 hoặc 30 rồi ấy, chúng ta mới vào ấy thì vẫn có thể kiếm được tiền, nhưng cái khả năng mất tiền là mất nhiều chứ không phải mất ít đâu. Nó dập một phát xuống 5 luôn, ví dụ thế, nó lao thẳng xuống đấy, thì cái quan điểm của tôi là chúng ta đã xác định là đánh bạc thì chúng ta vào sớm thế thôi, vào sớm và phải dự trù một cái khoản là chúng ta sẵn sàng chúng ta mất nó đấy. Ví dụ sẵn sàng, bạn sẵn sàng mất 10 triệu, hoặc bạn nhiều tiền hơn sẵn sàng mất 20 triệu, bạn nhiều tiền hơn nữa sẵn sàng mất 30 triệu, ví dụ thế, và chúng ta đánh bạc với nó thôi, chứ không có cái thông tin gì. Tôi không phải là tôi bảo là các bạn mua cổ phiếu này để đầu tư. Có rất nhiều bạn là anh có hỏi anh có thông tin gì về cái cổ phiếu DL1 hoặc DL1 có đáng để đầu tư hay không đấy, thì tôi lên tôi nói cho nó rõ là như thế. Và tôi không muốn phím cái cổ phiếu lên cái kênh của tôi, là thứ nhất khi mà tôi phát hiện ra xấu thì tôi ra kịp, các bạn không ra kịp đâu. Tôi đã có nói rất là nhiều ở trong các cái clip trước rồi, các bạn phải hình dung ra cái đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai mà là quan trọng hơn ấy, các bạn có phân tích kỹ kiểu gì kiểu, nhưng bạn đưa lên đám đông như này ấy, là nếu như lái nó ngứa mắt nó đập cho 2-3 cây phát là sập hết, sập xuống xong các bạn bán xong rồi bắt đầu nó mới lên, thì các bạn phải hiểu điều đấy. Nhưng các bạn mua âm thầm đúng không, hoặc là những cái đội nhóm nhỏ các bạn mua âm thầm thì có thể nó sẽ lên rất là cao, rất là nhiều đấy, nó lên. Và nó những cái cổ phiếu dạng đầu cơ này là nó lên một lần đấy, nó lên thường lên một lần đấy. Và tôi đã cho các bạn TGG nhé, TGG đấy, hôm nay đấy cái phiên này có dấu hiệu sập xuống, nhưng mà cũng chưa biết được, nó rút chân nó, và nó cũng chưa ra được hết hàng đâu, đúng không, chưa ra được hết hàng đâu. Nhưng các bạn hình dung ra con này các bạn ăn mấy lần liền, hơn 4 lần đúng không. Rồi còn VOS nhá, đấy trong cái danh mục của tôi cho cổ phiếu các bạn rất nhiều cổ phiếu tăng và tăng bằng lần, nhưng con VOS này sập nặng rồi, bán sàn như này là khả năng cao là sẽ sập nặng xuống đấy. Nhưng đấy các bạn hình dung ra là những bạn mà mua ở dưới này này, mua giai đoạn sớm này, giai đoạn mà biết là nó đầu cơ này này, thì cứ kệ nó, nó dập dình như này thôi, nó không sập được xuống nhiều đúng không, nó khó sập, khó chứ không phải là không nhá. Nếu mà nó sập xuống
quá cái mức chịu đựng cho phép. Ví dụ tôi chịu đựng cho phép khoảng 20 triệu, nó quá cái mức chịu đựng cho phép của tôi thì là tôi sẽ bán. Đấy, ví dụ thế, 20 triệu là tương ứng với cái việc đây, còn DL1 tôi quay lại. Đấy, là tôi đã mua ở cái giá 7.7 đấy. Đây, cứ cho 7.73 đi. Đây, 20% là nó xuống khoảng 6.4. Đấy, nó xuống khoảng 6.4, 6 à đâu? 6.2. Đấy, nó xuống khoảng 6.2, xuống 6.2 thì bán. Xuống 6.2 thì bán, mà đúng là xuống 6.2 thì cũng phải bán thật, xuống 6.2 là nó gãy cái nền này rồi. Thực ra chưa bán xuống 6.2 nó lại xuống đúng cái hỗ trợ này thì chúng ta đợi, nếu mà nó phá vỡ cái hỗ trợ này thì chúng ta bán, còn nếu không phá vỡ thì đã xác định là mất rồi thì thôi thì cho nó mất, đúng không? Cho nó mất, nó không phá được cái hỗ trợ này thì không bán, thì đợi còn nó phá được cái hỗ trợ này thì bán, sợ gì nhá. Đấy, và tôi không khuyên các bạn là đầu đầu tư, mà đấy là tôi, đấy tôi chia sẻ cho các bạn, đấy là tôi ở cái giai đoạn rất là khó khăn này thì có một cái cổ phiếu nó có cái dạng đầu cơ, nó có dạng đầu cơ mà nó tỏ ra là nó đang bị đầu cơ, đang bị đầu cơ nhá. Đấy, và không lên được ngay đâu, nó phải khoảng vài phiên nữa, đúng không? Nó dập dình vài phiên nữa cũng không biết được, có thể nó làm cái vèo vắt nó tăng 10% xong nó lại dập dình xong lại vèo vắt lại 10%. Cái đấy là cái mà chúng ta không thể biết được, chúng ta không thể biết và không thể hiểu được lái đang suy nghĩ cái điều gì nhá. Đấy, tuy nhiên ấy, là chúng ta biết là cái cổ phiếu này lái mạnh thế thôi, còn đừng đừng có hỏi tôi là về phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản của cái cổ phiếu này nó có cái gì để phân tích đâu nha. Đấy, và cái điểm mà quan trọng nhất đấy là nó không vay nợ, nó không vay nợ nhiều, cơ bản là nó không không vay nợ nhiều đấy. Và cái mấu chốt vấn đề là cái ông tổng giám đốc vừa mua 1 triệu cổ phiếu, chắc chắn đấy là lái sẽ dựa vào những cái thông tin đấy để bơm thổi lên rồi vân vân. Nhưng bây giờ chưa ra đâu, bây giờ chưa ra đâu, nó phải chạy gỡ lên 20 gì đấy thì bắt đầu nó mới ra thông tin nha. Thì đấy là tôi chia sẻ, và các bạn xác định là mua cái cổ phiếu này ấy, là phải chấp nhận rủi ro, chấp nhận rủi ro thôi, chứ đừng có nói là tôi phím cho con này mua vào nó mất tiền. Mất tiền là cái điều dễ dễ hiểu đối với những cổ phiếu đầu cơ, và các bạn càng vào sớm bao nhiêu ấy thì cái xác suất mất tiền nó càng thấp. Đấy là đối với cổ phiếu đầu cơ nhé. Và nếu mà mất thấp nhưng mà vẫn mất, nếu mà mất thì sẽ mất ít hơn. Còn nó mà đã lên 30 rồi chẳng hạn, các bạn mới bắt đầu nhìn thấy nó, mới bắt đầu vào đây giai đoạn giống như cái cổ phiếu để người ta lại VOS đây chẳng hạn, nó lên gấp đôi gấp ba rồi, con này nó lên đến đây rồi, các bạn mới bắt đầu thấy là ui ngon thế, thế mà em không biết vào đi ấy, thì cái giai đoạn này bây giờ giai đoạn dễ mất tiền đấy. Hoặc là con TGG, cái lúc mà tôi cho ở đây ấy thì không ai mua đúng không? Đây tôi cho cái cây này, cây này tôi không nhớ chính xác, các bạn có thể xem lại cái clip nhé. À không, không phải, đây là tháng 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 tư, tháng tư thì không phải, lúc tôi cho là đây giai đoạn tháng 5 tháng 6 gì đấy, cây này, cây đoạn chỗ này, chỗ này đâu, chỗ này đấy. Người sang cái chương trình của tôi thì tôi mới nhìn rõ được ở trên cái đồ thị của tôi nhá. Đấy, nhưng mà tôi cho cái khoảng này, và các bạn hình dung nha, từ cái khoảng này giá 5 lên đến đây chuẩn bị gấp 5 lần, mà nó gấp 5 lần rồi chứ, nếu mà bán ở đây đúng gấp 5 lần đúng không, gấp 5 lần rồi. Nhưng đấy, đến đây các bạn thấy ui giời, cái voi to này đẩy mạnh như này nhảy vào ấy thì với là nguy hiểm, với là dễ mất tiền nha. Nhưng còn giai đoạn đầu này tất nhiên là có mất, nhưng nó chỉ sập xuống một ít thôi, sập xuống một ít thì các bạn nhận ra, các bạn bán thì cắt lỗ thế thôi nha. Và đừng 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 hỏi tôi là phân tích kỹ thuật hay phân tích cơ bản hay có thông tin gì, nó chả có thông tin gì. Cái con này là đánh bạc, tôi khẳng định luôn, đánh bạc vào. Đấy, bạn nào thích đánh bạc thì nhảy vào, còn nếu không sợ thì thôi tìm con khác nhá, tìm con khác ở trong cái danh mục. Cũng tuy nhiên đấy, ở trong danh mục đấy mặc dù là tôi nói là cái xác suất thành công là khoảng 30%, nhưng đấy các bạn vẫn phải suy nghĩ rất là kỹ để lựa chọn, chứ đừng có chọn theo kiểu kiểu alo xô, cứ thấy người này nói một cổ phiếu mua vào, người kia nói bán cổ phiếu bán ra thì chỉ có mất tiền thôi. Và kiếm tiền nó không dễ dàng đâu,
Và cái minh chứng tôi đã chứng minh với các bạn đấy là nó chỉ có 5% là kiếm được tiền ở trên thị trường chứng khoán thôi, còn 95% là mất tiền. Còn nếu như ông nào cũng kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán ấy thì lấy ông nào mất đấy, kiểu như thế. Kiểu như giống bán hàng đấy, 1.000 người bán hàng thì chỉ có khoảng 1.000 người thì chỉ khoảng 100 người là bán được nhiều hàng thôi, còn lại cái số còn lại là sống giặt dẹo, không không ăn thua, đúng không? Đấy, nó chỉ khoảng 10% thế thôi nhé. Đấy, và tôi cũng trải qua cái giai đoạn bán hàng, tôi biết rồi, tôi biết tất cả các thứ đấy. Phải là người xuất sắc nằm trong cái nhóm ít 10% thôi thì mới kiếm được, còn không nói hay được. Nói chung là tất nhiên là nếu như bạn giữ được, bạn an toàn, bạn giữ, bạn không mất tiền đấy là bạn đã giỏi rồi, bạn nằm trong nhóm khoảng 20% rồi chứ không ít đâu, tôi khẳng định. Nếu bạn đầu tư mà đang không thua lỗ đấy, nhưng cái thời gian đầu tư của bạn nó phải dài, nó phải tính hàng chục năm, chứ bạn mới đầu tư được khoảng 1 năm hoặc là mấy tháng ấy thì chỉ là may thôi, nó chưa 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 lộ rõ chưa lộ rõ vấn đề đâu. Các bạn cứ giữ cái thời gian nó dài ra thì các bạn sẽ thấy dài ra, và nó không mất tiền theo kiểu là liên tục mất tiền đâu. Nếu mà liên tục mất tiền thì các bạn đã bỏ rồi, các bạn lúc mất xong lúc lại được, lúc lại mất lúc lại được, nó cứ nhì nhằng như thế, nó cứ kích thích cái máu cờ bạc ở trong con người của các bạn, nó cứ khó mất tiền đấy. Tuy nhiên hôm nay tôi có một cái thông tin khác nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn, đấy là chứng khoán, chỉ số chứng khoán Mỹ sáng nay tôi vừa nghe thông tin đấy thì nó vừa mới tăng rất là mạnh đấy. Cả ba chỉ số nó đều xanh và tăng mạnh. Đấy, đấy là một cái điểm tích cực cho ngày hôm nay. Còn của thị trường chứng khoán Việt Nam ấy thì tôi xem là hôm qua nó đã cập nhật được thông tin chưa. Hôm qua nhé thì khối ngoại nhé là mua vào 133 tỷ rồi, nhưng khối tự doanh ngày hôm qua lại bán ra 129 tỷ, có nghĩa là ngang thôi, ngang cái dòng tiền ra vào là ngang nhau thôi. Cho nên là đấy, cái dòng tiền ra vào ngang nhau thôi, khối tự doanh cái giai đoạn này mua nhiều hơn bán này. Sau đây bán một chút chút thôi, bán một chút thôi, có lẽ là người ta phát hiện ra điều gì đó hoặc người ta chốt lời cái chứng khoán thôi. Chứng khoán người ta bắt đầu chốt lời thì nó bị sập xuống cái nhóm chứng khoán đấy nhá. Và cái nhận định của tôi ở cái giai đoạn này này, có thể nó sẽ không sập xuống sâu đâu, nó cứ loanh quanh ở khoảng 1.200 cho đến 1.300 này này, nó cứ nhào lên nhào xuống như này, khó sập xuống sâu lắm đấy. Nhào lên nhào xuống như này cho nó đủ tích lũy, đủ khoảng đấy 1 năm hoặc 6 tháng gì đấy thì chúng ta sẽ có một cái sự đánh giá lại. Và cái giai đoạn mà nó cứ nhào như này ấy thì nó sẽ có cái hiện tượng là có những cổ phiếu có sóng đấy, nhưng sẽ nhiều nhóm cổ phiếu, là nhiều nhóm ngành là không có sóng, và chúng ta phải canh cái nhóm có sóng và chọn cái con dẫn đầu ấy thì vẫn kiếm được tiền nhá. Nhưng cái giai đoạn này nó sẽ khó kiếm, nó cứ sẽ nhào lên nhào xuống đấy, và nên đầu tư ít thôi và nên chọn cho mình một hoặc hai con cổ phiếu tốt để đầu tư dài hạn. Để đầu tư dài hạn có nghĩa là nó xuống thấp ấy thì chúng ta mua dần dần vào, mua ít một, mua tùy, tôi không biết mức độ tài khoản của các bạn như nào, nhưng ví dụ như cứ mua 1.000 một, không sợ mất đâu, cứ mua 1.000, nó xuống thấp nữa cứ mua 1.000, nhưng phải xác định được công ty đấy là công ty tốt nhá. Ngay cả tôi nói luôn, ví dụ như các bạn công ty Vinamilk chẳng hạn. Vinamilk rồi ạ. Các bạn ví dụ các bạn đang có rất là nhiều tiền nhé. Đây ví dụ ở đây các bạn mua Vinamilk, không biết nó cho mua ở cái mức 10 giờ thì không biết, nhưng ví dụ như các bạn không có nhiều tiền, mua 100 ở chỗ này. Tôi không hiểu nhá, các bạn có thể tìm cổ phiếu khác. Đây tôi đang lấy ví dụ. Nó gãy cái này nó xuống, các bạn mua 86.3 nhá. Nó gãy cái này nó xuống này. Ví dụ như nó xuống 80 chẳng hạn, các bạn phải tự các bạn đánh giá nhé. Ví dụ như nó đang xuống nhanh quá ấy, thì các bạn đừng có mua nhanh, mua từ từ thôi. Còn nó mà xuống chậm ấy, nó cứ dập dập rình rình này, xong bắt đầu nó lại cho một cái nền ấy, thì các bạn mua thêm ở cái vị trí đấy. Các lại bạn lại mua thêm 100, ví dụ xuống 84 mua thêm 100 cho tôi. Xuống tiếp 82 lại mua thêm 100. Kệ nó, chúng ta nhiều tiền, chúng ta giữ nhiều tiền mà chúng ta không sợ. Và chúng ta mua theo kiểu đầu tư mà, và chúng ta đánh giá được cái cổ phiếu này, ví dụ đánh giá được cổ phiếu này là tốt rồi, ok rồi, tất cả các thứ là ok rồi, cứ mua thêm đấy, cứ mua thế trăm nữa. Tôi lấy cái cổ phiếu này để làm ví dụ thôi, vì một ấy là nó là lớn rồi, thứ hai là cái khả năng sập nữa của nó là cũng khó đấy, nên là tôi lấy ví dụ thôi chứ tôi không phải PR nhá. Tôi lấy cổ phiếu khác thì các bạn lại tưởng nhầm là tôi PR cổ phiếu, các bạn nhảy vô mua thiệt hại.
nên vì thế nên tôi mới lấy cổ phiếu này hoặc là HPG cũng thế. HPG chúng ta đã xác định được nó là con đầu đàn thì nó không không, không sập được mạnh đâu, nó sẽ có thể nó gãy 43 có thể thôi thì kệ nó, nhưng mà ví dụ như ở đây tôi mua 100, nó xuống 45 là tôi mua thêm 100, nó xuống tiếp 44 này tôi mua thêm 100 đúng không, 43 tôi mua thêm 100 và nó xuống như thế. Các bạn hình dung nha, các bạn có rất nhiều tiền và mua như thế không không ảnh hưởng gì nhiều đến tài khoản, mà các bạn cứ mua dần cho tôi, mua dần cho đến lúc mà cái thị trường chung này này nó quay trở lại đẹp đấy, chúng ta nhìn thấy nó đẹp thì lúc đấy ấy, là chúng ta đợi đợi nó có sóng là chúng ta mua mạnh vào đấy, mua mạnh vào ấy thì một đấy là chúng ta đã có một lượng cổ phiếu mà chúng ta đã bình quân giá rất là rẻ rồi, mà lúc đấy có sóng là nó tự động nó phi lên và chúng ta mua một lượng rất là lớn thì nó kéo cái giá bình quân của chúng ta thấp và chúng ta sẽ lãi thế thôi. Đấy đấy là cái cách cách mà ứng xử ở cái giai đoạn này nhá, ứng xử giai đoạn này giai đoạn khó. Còn về lướt sóng ấy thì quan điểm của tôi là sóng ở cái giai đoạn này nó cũng sẽ không mạnh đâu đấy, nó từng còn sóng nhỏ thôi, và chúng ta nên muốn mạnh ấy là nên mua những cái cổ phiếu dạng đầu cơ đánh bạc đấy, dạng HDL này. HDL tôi không nói là các bạn sẽ nên mua cái này nhá, các bạn mua hay không các bạn tự đánh giá, nhưng ý của tôi ấy là đấy, chúng ta phát hiện ra một cái cổ phiếu mà có năng lực đánh bạc thì mua, bởi vì giai đoạn này nó đã mua nhiều rồi, nó có lẽ là nó đang đầu cơ rồi, đang đầu cơ rồi thì thôi mua thế thôi nha. Hoặc chứ còn ví dụ như là các bạn thấy cái con HNG này nó thấp rồi, nhưng các bạn hình dung nha, các bạn mua cái cổ phiếu này ấy, thì cái mức độ lên cao là nó khó, lý do ấy là cái khối lượng nó quá lớn nó đẩy ra được, khối lượng này là phải tiền tấn nó mới đẩy được đấy, phải mang cả 2.000 tỷ ra để múc thì mới đẩy được. Nhưng cái thằng này này các bạn hình dung ra ấy, DL1 này các bạn hình dung ra ấy, nó chỉ cần khoảng 200 tỷ thôi, 200 tỷ thôi là có thể nó đẩy lên tận mây xanh luôn. Và cái cách đẩy của người ta ấy là người ta, các bạn hình dung ra, những các bạn có bao giờ các bạn để ý là đây là cái sổ lệnh này, những cái cục mà người ta kê như này, tại sao người ta kê như này không, người ta kê như này nhưng người ta đặt bán ở trên này này đấy, cái lái ấy, người ta kê đấy xong người ta đặt bán này, nhưng mà con này nó chưa chạy được bởi vì tôi chưa thấy cái lệnh ATC với ATO của nó mạnh. Khi nào mà chúng ta nhìn thấy cái lệnh ATC ATO của nó mạnh ấy là lúc đấy là nó bắt đầu chạy đấy. Tự nhiên sáng ra mở mắt ra tự nhiên có một ông cũng đặt một cục to đùng ở đây, biết để làm gì không đấy, ví dụ thế. Thì các bạn nếu như chưa suy nghĩ về những cái điều đấy thì chúng ta nên suy nghĩ về nó đấy. Chúng ta có mấy khi tự nhiên tối ngủ dậy sáng mở mắt ra đặt một cục to đùng vào đấy không? Đấy 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 là những cái dấu hiệu mà chúng ta có thể, các bạn đợi cái dấu hiệu đấy các bạn lên cũng được đấy, đấy là cũng là một cái dấu hiệu tôi cũng chia sẻ luôn các bạn đấy nha. Đấy xong ấy người ta sẽ để những cái cục to như này để sao, để nhỏ lẻ cứ mua mua dần của người ta đi đúng không, mua dần đi, mua nhiều đi đấy, người ta có một lượng tiền to rồi, xong đến cuối phiên chẳng hạn người ta chỉ cần một cục ATC nhỏ thôi, các bạn mua người ta ví dụ như chênh lệch giá này nhá, chênh lệch giá này xong người ta để cục như này ấy, thì người ta lại mua được những cái khối lượng của những cái bạn nhỏ lẻ bán ra ấy, thấy áp lực bán lớn thì bán ra thì người ta hứng hết hàng ở dưới này, người ta mua toàn cái giá 7.8, 7.7, 7.8 và chênh lệch như này là chênh lệch nhiều đấy, chênh lệch khoảng 5%, ví dụ thế, 5%. Thế thì khi mà các bạn mua bớt này ấy, thì đến cuối phiên người ta lại làm một phiên ATC là nó đẩy giá lên một cái mức mới đấy, và chỉ cần khoảng 200 tỷ thôi là người ta đẩy được. Cổ phiếu này nó rất là ít, đấy là cái lý do mà tôi nói cái sự khác nhau giữa hai cái cổ phiếu đấy. Cổ phiếu một cái thì đầu cơ được, nhưng một cái nó cũng giá thấp đấy nhưng nó không đầu cơ được, nó không đầu cơ được bởi vì là đầu cơ cái đấy nó phải dùng tiền tấn mới đầu cơ được, làm sao giao đánh được nhá. Và những cái đấy thì tôi đều chia sẻ hết để cho các bạn có thể hiểu, có thể ấy, tất cả rất nhiều bạn đấy hỏi mua con DL1 rồi vân vân, thì đấy đấy là tôi giải thích như thế, không phân tích cái gì cả, chúng ta chấp nhận được rủi ro chúng ta mua thôi. Và tôi nói rồi, khi mà sâu hàng lên như này ấy, là khả năng nhiều ấy là mấy phiên tới là nó bị đạp mạnh đấy, nên các bạn chuẩn bị tinh thần nha. Đấy, chuẩn bị tinh thần, còn nó không đạp mà nó lên nữa đấy là việc của người ta, tôi không biết. Nó đạp nếu mà chịu được thì chịu, không chịu được thì bán nhá, chịu lỗ cắt lỗ thôi nhá. Và cuối cùng thì để mua hay bán cổ phiếu các bạn cần phải tìm hiểu kỹ các cái thông tin
và tự mình quyết định, chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình. Và tôi vẫn luôn luôn khẳng định lại là kiếm tiền là công việc không dễ đâu, nó là việc khó, không dễ đâu. Đừng có nghe người ta nói là ui giời bỏ vài đồng ở đây rồi tôi là siêu sao đây, tôi có thể gọi là thổi nến, bật nến chuẩn xác, rồi các ông cứ vào mua đi là sẽ có lãi mỗi ngày 5% hoặc là mỗi tháng 20%, không có đâu nhé. Đấy, tôi khẳng định luôn là không có, không dễ dàng như thế đâu. Mất tiền là điều chúng ta luôn luôn phải nghĩ đến nha. Và con này hiện cái thị trường chung ấy, hiện tại là nó đang vẫn đang xấu, chưa có dấu hiệu gì tốt cả. Nên giai đoạn này không phải là giai đoạn đầu tư, mà giai đoạn này ấy là sẽ có những cổ phiếu đầu cơ. Đấy, chúng ta nhảy vào ta kiếm một tí ở cái giai đoạn đầu cơ này thôi. Nhưng nếu mà may mắn thì có thể là kiếm bằng lần đấy. Mà tôi chúc các bạn may mắn thế thôi nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.